Tại sao Thuận lại lựa chọn đầu tư crypto là một trong những cái phần đầu tư trong danh mục tài sản của Thuận Và tại sao Thuận lại có cái lòng tin bên thị trường này Đây là một cái thông tin mà có thể nhiều bạn mà theo dõi Thuận Cap nhiều năm cũng đã nghe nhiều lần rồi Nhưng mà Thuận nghĩ là thời gian cuối năm như thế này, nhất là chúng ta vừa trải qua một năm rất là ảm đạm thì có thể đây là cái thời điểm tốt để Thuận chia sẻ lại quan điểm của Thuận. Và những người nào mà theo dõi kênh 6 năm qua, kênh này đã có từ hè năm 2017 rồi. 6 năm qua thì quan điểm của Thuận không có thay đổi và Thuận vẫn cảm thấy là trong vòng 6 năm qua đây là một quyết định rất là tốt. Các bạn thấy được là Thuận cũng đã có được một số những cái thành tựu nhất định trong đầu tư crypto nhưng mà Bây giờ thuận lòng tin so với lại cái tay 6 năm thì vẫn mảnh đi như vậy các bạn để thuần chia sẻ một số những điều mà thuần thấy gần đây trên màn hình của các bạn các bạn nhìn thấy một cái bài được chia sẻ bởi Peter Shipp. đây là cái bài được chia sẻ ngay ngày Noel các bạn và Petership chia sẻ bài này trên Twitter liên quan đến giá của BTC các bạn có thể biết là Bitcoin là một trong những gì mà Peter Schiff rất là ghét rồi à, Nhưng mà nào mà không rành thì Peter Schiff là một trong những người mà đầu tư rất nhiều vào vàng Và cũng là một trong những người mà sở hữu nhiều cổ phiếu hay là những công ty đạo vàng Cho nên à, đây là một trong những người rất ghét Bitcoin Tại vì ông ta lúc nào cũng nghĩ là Bitcoin là một cái gì đó cạnh tranh với lại vàng Và thật ra đây không phải là cái gì mới hết các bạn Nhưng mà nào mà theo dõi Peter Schiff ở thời gian cũng đã biết rồi Từ năm 2012-2013 thì Peter Schiff đã liên tục tấn công BTC rồi thì tại sao mà Peter Schiff ghép Bitcoin như vậy từ những lúc mà Bitcoin còn rất là mới những năm như là 2012, 2013 lúc đó Thuận còn không quan tâm nữa nhưng mà lúc đó Peter Schiff đã quan tâm rồi các bạn Peter quan tâm đến Bitcoin còn sớm hơn của những hodlers nữa thì tại sao tôi nghĩ là tại vì những cái đầu tiên đó, Petership Peter Schiff nhận được Bitcoin là một cái gì đó thật sự có giá trị thật sự có tương lai cho nên đã tấn công và Dìm Bitcoin từ những ngày đầu tiên, từ những năm như là 2013, 2014 cho tới tận luôn bây giờ Nhưng mà đáng tiếc là các bạn thấy được là năm này qua năm nọ thì Petership đã sai hết tâm này tới năm nọ Và những lúc mà Bitcoin tốt đó giống như năm 2017, 2016 hay là mới đây năm 2021 và năm 2020 Thì Petership khá là im lặng các bạn, không có lớn tiếng như là những năm như là năm 2018 19 hay là năm 2022 ông ta đợi đến những lúc mà giá không tốt thì mới bắt đầu là lớn tiếng chỉ trích BTC nhưng mà cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay không phải là về Peter hay là những người như là Peter tại vì trước đây bản thân thường cũng đã từng theo dõi rất nhiều người như là Peter tại vì thuận nghĩ là một người đầu đó họ có tiếng tâm họ có kinh nghiệm họ có trí tuệ mà họ không thích bitcoin hay crypto nói chung thì có thể là họ có một lý do nào đó có thể họ thấy gì mà thường không thấy được nhưng mà sau một thời gian theo dõi thì các bạn sẽ thấy được là các bạn thật ra đối với nhiều người bạn sẽ không học được gì nhiều đâu tại vì họ chỉ ghét bitcoin nhiều khi các bạn hỏi họ tại sao họ ghét Bitcoin họ cũng không có thể nào trả lời được tại sao họ ghét BTC quả trừ họ không thích mà thôi hay là họ ghét Bitcoin vì một lý do tư nhân nào đó như là đối với Peter Schiff thì các bạn cũng đã biết đây là một người mà đầu tư rất nhiều vào thị trường vàng cho nên sau đó thường cũng đã không có theo dõi nhiều người như thế này nữa các bạn Thường cũng không theo dõi Peter ship đâu gần đây có một số người chỉ thuận cái thuyết này thường cảm thấy thú vị cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn mà thôi tại vì thuận thà dành thời gian để mà tự tìm hiểu từ đưa đến bản thân của mình hơn là nghe những người này nhưng mà trong video này đó điều tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái quan điểm thường được nói đến về bitcoin và crypto chúng ta sẽ nhìn vào một góc cạnh là các bạn là một nhà đầu tư tôi nghĩ là những bạn mà theo dõi kênh này phần lớn là những nhà đầu tư mà thôi tại vì các bạn thấy được là người ta đầu tư về bitcoin nó có nhiều lý do lắm nhiều người đầu tư về bitcoin tại vì họ tin bitcoin là một cái phương tiện thanh toán tương lai nhiều người đầu tư bitcoin họ tin bitcoin là vàng điện tử là một tài sản lưu trữ giá trị hay là nhiều người đầu tư về bitcoin tại vì họ có một cái ý tưởng là chúng ta nên có một cái loại tiền tệ một loại tài sản mà không được quản lý bởi chính phủ về một cái lý do chính trị gì đó họ đầu tư về btc cái đó là quan điểm của mỗi người mà thôi và có người thích người không thích đó cũng là điều bình thường các bạn giống như là thuận không thích ăn hành thì đương nhiên thuận không ăn hành đó là quyền của thuận cũng tương tự thôi các bạn bitcoin cũng như vậy thuận nghĩ là ai xem video của Thuận thì phần lớn các bạn đều đi làm Các bạn đều phải bỏ công sức ra để các bạn có thể kiếm được tiền Thật ra thì một cách đơn giản đó là các bạn dùng công sức của bạn để tạo ra một loại tài sản khác để các bạn lưu trữ Tại vì công sức các bạn không lưu trữ được Thì các bạn khi đi làm đó các bạn chuyển đổi công sức đó thành một cái gì đó các bạn có thể lưu trữ được và phần lớn đó chúng ta đi làm được trả bằng tiền pháp định giống như thuần làm ở Hoa Kỳ được trả bằng USD các bạn ở Việt Nam thì được trả bằng đồng Việt Nam nhưng mà các bạn đã biết tiền pháp định không phải là một loại tài sản lưu trữ giá trị dài hạn được tại vì tiền pháp định sẽ bị lạm phát đó là một cái điều mà thường nghĩ nhiều bạn cũng đã hiểu rồi tại vì lạm phát thực sự là điều cần thiết để mà thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia và đương nhiên thúc đẩy nền kinh tế cần phải có chi tiêu và nhiều thi chi tiêu của nhiều quốc gia đó năm nào cũng như vậy sẽ nhiều hơn là thuế họ họ thu được cho nên dẫn đến lạm phát tôi nghĩ điều này là điều mà nhiều bạn theo dõi kênh thuộc cao rồi cũng đã hiểu rồi cho nên vì lý do đó đó rất là nhiều người trên thế giới lúc nào họ cũng tìm kiếm một loại tài sản lưu trữ giá trị và có rất nhiều tài sản các bạn Tuy theo các bạn thích tài sản nào mà thôi Có nhiều người thì tin vào vàng cũng được luôn Có thể là các bạn à, có lòng tin vào bất động sản cũng được luôn Các bạn có thể có lòng tin vào chứng khoán dài hạn cũng được luôn Các bạn có lòng tin vào Bitcoin cũng được luôn Đối với Thuận đó, Thuận tìm đến Bitcoin nói riêng à, Cũng vì lý do đó các bạn Chúng ta cũng cần phải có một cái loại tài sản lưu trữ giá trị gì đó Và đối với Thuận, Thuận lựa chọn BTC Đó là cái lựa chọn cá nhân của Thuận mà thôi Và thực tập kênh này cũng chỉ muốn chia sẻ cái suy nghĩ của Thuận Đối với những người nào mà có cùng suy nghĩ cho nên hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái lý do tại sao mà cho tới bây giờ Thuận vẫn có lòng tin vào BTC sau nhiều năm đầu tư và có thể nhiều người không có lòng tin như là Thuận thì cũng được luôn giống như Thuận đang chia sẻ với các bạn các bạn bỏ không sức ra đi làm các bạn tự tạo ra tiền của mình thì các bạn được quyền sử dụng và các bạn được quyền đầu tư bất cứ tài sản nào các bạn đầu tư mỗi người là một cái sự lựa chọn Thuận chỉ có thể chia sẻ những gì mà Thuận đang suy nghĩ mà thôi và nhiều bạn cũng đã biết là Thuận không có đầu tư cái cách all in hay là all out và mỗi khoảng chừng 2 tuần thì cũng chia sẻ danh mục đầu tư của thuần với các bạn. Các bạn có đã biết là Bitcoin không phải là tất cả tài sản của Thuận Crypto cũng không phải là tất cả tài sản của Thuận Thuận còn những tài sản khác Crypto đại diện cho khoảng chừng là 1 phần 3 tài sản của Thuận hiện tại mà thôi Và trong 1 phần 3 đó thì Bitcoin chiếm khoảng chừng là 58-60% Phần lớn là BTC Thì các bạn cũng đã có thể hiểu được là lòng tin Thuận đối với thị trường này là như thế nào Và đối với Bitcoin là như thế nào rồi Và Thuận là một hodler như bạn có đã biết là nhiều năm rồi Nhưng mà nó cũng không có nghĩa là Thuận không có chút lời Thuận cũng đã chia sẻ với bạn nhiều cái video năm ngoái về chút lời rồi, đó là những gì mình thường muốn chia sẻ phần mở đầu với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những điều chi tiết hơn đi. Trước hết chúng ta sẽ nói về một số những cái quan điểm của nhiều người nhất là những người nổi tiếng đó. Tại vì thường cảm thấy được là ngay thời điểm này có nhiều bạn sẽ cảm thấy à, mất lòng tin, có nhiều bạn sẽ cảm thấy là tại sao mà lại có nhiều người có thể nói là đoạt giải Nobel hay là nhiều người mà có nhiều kinh nghiệm họ lại nói những cái điều như là Bitcoin sẽ về con số 0 hay là giá sẽ à, xuống mạnh nữa bán hết đi. Nhất là các bạn thấy là Peter Schiff chia sẻ cái bài này Ở cái ngày Noel Thì Peter chia sẻ cái biểu đồ của BTC Và các bạn sẽ thấy được là Peter Schiff vẽ một cái đường màu trắng này Nói là thấy chưa Bitcoin bây giờ giá đã xuống dưới cái đường màu trắng này rồi Ở mức là 16.845 Thì cái đường màu trắng này đó đã là cái dùng hỗ trợ từ tháng 7 tới bây giờ Bây giờ thì dùng hỗ trợ này đã chuyển thành cái dùng cản trở Thì cứ thấy nhiều bạn nhìn vào biểu đồ này nói là nhìn vào phương diện phân tích kỹ thuật đó thì có thể là Peter Schiff nói đúng nhưng mà Peter Schiff nói là chúng ta sẽ thấy Bitcoin đi xuống sâu nữa và sâu nữa bây giờ bán hết đi bán hết đi đừng có lưu trữ nữa nếu như đây là một người mà phân tích kỹ thuật bình thường thì cũng cảm thấy đây cũng không có cái gì gọi là sai hay là đúng hết đó là quan điểm của mọi người mà thôi nhưng mà đối với Peter Schiff thì có một người đã chỉ ra được là Peter Schiff chia sẻ cái ảnh này nhưng mà người này là chia sẻ cái ảnh tương tự liên quan tới vàng Nói là đây là cái hình giá vàng Nó rất là giống như là BTC Đã nhìn thấy được là sau khi mà chúng ta thấy giá vàng đi tương tự như BTC Thì sau đó giá vàng đã có, có sự tăng vọt cho lên Và đạt được cái đỉnh mới Năm 2012 Lúc đó là gần như 2.000 đô Thì hỏi là Peter Tại sao là không nghĩ là Bitcoin cũng có thể như là vàng, thì Peter Shipp cũng không giải thích được các bạn nói là không, Bitcoin không giống như là vàng, tại vì Bitcoin không phải là vàng mà cũng không có đưa được một cái lập luận gì hết. Các bạn thấy được là Peter Shipp chia sẻ cái hình ảnh này không phải là thật sự là muốn cảnh báo mọi người mà chỉ đơn giản là muốn gây cái sự quan mang cho mọi người mà thôi. Tại vì nghe Peter Schiff cũng không giải thích được tại sao ông ta nghĩ là Bitcoin không thể đi cái đường giá như là vàng được mà chỉ nói Bitcoin không phải là vàng, Bitcoin không có giá trị, cứ nói như đó mà thôi các bạn thấy được là những người như là Peter Schiff khi mà nói sai người ta chỉ cười mà thôi nhưng mà người ta không có cái sự chỉ trích gắt gao và đó là điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều người họ ghét BTC tại vì một cái lý do nào đó như thường vừa chia sẻ với các bạn họ có cái lý do cá nhân của họ cho nên họ mới ghét chứ thật ra không có liên quan đến Bitcoin có giá trị hay là không họ chỉ đơn giản thấy Bitcoin là một cái chứng ngại bậc của họ cho nên họ sẽ liên tục chia sẻ những cái thông tin xấu liên quan đến BTC Nhưng mà thường đó thì người ta sẽ nhìn vào những người nào mà khuyên người khác mua Mà khi mà giá đi xuống thì người đó sẽ bị chỉ trích với lời cắt Nhưng mà ngược lại những người mà khuyên người khác bán đó Khi mà giá đi lên thì lại không có bị trị trích cắt cao Đó là một trường hợp của Peter đó các bạn Các bạn đã nhớ là cuối năm 2018 Khi mà giá BTC xuống còn 3.800 đô Nhưng lúc đó Lúc đó Peter Schiff cũng có một cái thuyết tương tự như vậy Nói là tất cả bán hết đi Bitcoin sẽ về số 0, về 1, 2 đô Sẽ biến mất uh, trong vài ngày nữa Nhưng mà cuối cùng đâu phải đó các bạn Bitcoin tăng lên xăm 000 đô Thì lúc đó mọi người chỉ cười Peter thôi Nhưng mà không có chỉ trích chắc cao cho nên các bạn cũng đừng thấy quá là lạ khi mà chúng ta sẽ tìm thấy nhiều bài báo tiêu cực hơn là tích cực tại vì các bạn thấy được là khi mà nói xấu với một cái gì đó nhưng mà cái đó không đúng thì người ta chỉ đơn giản cười rồi người ta cứ tiếp tục cuộc sống người ta mà thôi khi mà một bài báo nó tốt về cái gì đó mà nó không phải thì cái sự chúng ta nó sẽ cắt cao hơn trên channel này thường Chi chia sẻ quan điểm đầu tư cá nhân mà thôi thuận không để khuyên các bạn làm gì tại vì mỗi người đều có mỗi cái vị thế khác nhau đều có mỗi cái cách đầu tư khác nhau không ai giống ai hết thường chỉ có thể chia sẻ những gì mà thuận đang làm và đang suy nghĩ mà thôi và những bài báo thì có thể là các bạn đọc một số bài báo các bạn còn thấy được là họ ghét crypto họ rất crypto thì cũng không phải đâu các bạn bài báo thì phần lớn là họ cần độc giả tại vì nhiều độc giả thì mới có nhiều tiền quảng cáo cho nên các bạn cũng đừng thấy quá là lạ, lạ khi mà bài báo đó, nó viết về một đề tài nào mà phần lớn là viết về xu hướng mà nhiều người tò mò và bấm vào để đọc đó cũng là điều rất bình thường mà thôi cho nên nhiều bạn họ là bài báo này nói như thế này về btc bài báo kia nói như thế này về crypto tôi nghĩ sao tôi nghĩ sao thường cũng không có ý nghĩa gì đâu các bạn tại vì thật ra có thể là những bài báo này họ chỉ viết để mà kiếm độc giả mà thôi Họ cũng không có nghiêng về Bitcoin hay là không nghiêng Bitcoin Chỉ đơn giản là đề tài nào nhiều người thích đọc thì họ viết về đề tài đó Chứ họ thật ra cũng không có phải là chuyên gia hay là cũng không có phải là bất cứ một người nào mà am hiểu về crypto hết cho nên các bạn mới thấy được là đây là cái bài báo gần đây các bạn thấy là ngày 17 tháng 11 năm 2022. Bài báo này là bài báo có cái tựa đề là có phải đây là sự kết thúc của crypto hay là không đến từ The Economist. Cũng là một trong những bài báo mà nhiều người thích đọc. Các bạn có biết là cách đó một năm, ngày 25 tháng 9 năm 2021 cũng là bài báo Economist, họ sẽ nói là tại sao đầu tư Bitcoin trong một danh mục đầu tư là một lựa chọn thông minh phải thấy được là lúc nào cũng như vậy lúc mà tháng 9 năm 2021 đây là đề tài mà người ta thích đọc cho nên họ sẽ viết về đề tài này lúc 2022 thì đây là đề tài người ta thích đọc chứ đơn giản như vậy thôi cho nên các bạn khi mà đọc báo về crypto đó tốt hay xấu các bạn cũng nên có một cái suy nghĩ là có thể là họ chỉ viết để kiếm độc giả mà thôi chúng ta cũng không có nên tin hết vào những gì mà họ đang viết hay là các bạn cũng có thể nghĩ là có thể là bài báo này hay là cái người viết bài báo đó họ thực sự là có một cái lợi ích cá nhân gì để mà mà biết cái bài báo này có thể là họ nhận tiền để mà viết cái bài báo này hay là có thể bản thân họ đang lưu trữ crypto chứ họ muốn viết tốt về một cái crypto nào đó hay là ngược lại có thể là họ đang đầu tư vào một cái lĩnh vực nào khác mà họ nghĩ crypto là một cái chứng ngại bật cho thời họ xấu được crypto có rất nhiều lý do các bạn các bạn chỉ nên xem những tài liệu mà các bạn đọc và tìm thấy trên mạng giống như là một phần để hỗ trợ cái suy nghĩ của bạn mà thôi khi các bạn đưa ra quyết định có đầu tư hay là không đầu tư cũng như là các bạn xem kênh thuận capital cũng là một cái tài liệu để các bạn có thêm một cái nhìn mà thôi chứ cái này không phải là tất cả đâu các bạn có rất nhiều thông tin thuận sẽ không thể nào mà có hết thời gian để mà chia sẻ với các bạn và các đầu tư của Thuận cũng không phải là phù hợp với tất cả mọi người Mọi người sẽ có mọi cái suy nghĩ khác nhau Và điều thú vị hơn đó là nhiều khi các bạn hỏi một ai đó tại sao họ thích crypto hay là không thích crypto nhiều khi người ta cũng không có giải thích được rồi các bạn giống như là có rất nhiều người đó khi mà người ta nói tới là crypto xấu crypto không có giá trị thì nhiều người đó sẽ nhìn vào Warren Buffett đương nhiên là các bạn biết Warren Buffett là một triệu những tỷ phú nổi tiếng là một triệu những người mà thật sự là có những cái thành công nhất định trong đầu tư cho nên nhiều người đó sẽ nhìn vào Warren Buffett như là một idol như người xem Warren Buffett như là một cái kim chỉ nam về đầu tư thực sự là phải như thế nào nhưng mà thật ra các bạn thấy được là Warren Buffett thì đương nhiên đã chia sẻ rất nhiều công nghệ cá nhân của ông ta về crypto rồi nó cũng được mà thôi tại vì tùy theo suy nghĩ của mỗi người và quan điểm của mỗi người Warren Buffett thì đương nhiên cũng đã nói rất nhiều lần là Bitcoin không có giá trị Bitcoin mua bây giờ 10 năm sau 5 năm sau thì một Bitcoin cũng là một Bitcoin mà thôi nó không có đẻ ra được cái gì hết Không có tiền lời, cũng không có thu nhập Và nó cũng không có lợi ích gì cho nhân loại Đây là cái câu nói của Warren Buffett Và ông ta cũng nói nhiều câu nói tương tự như vậy rồi Nhưng mà những người nào mà không đi Bitcoin đó Thì hồi nãy theo ông Warren Buffett cũng nói như vậy Nhưng mà điều thú vị là rất nhiều người không được bitcoin nhưng mà họ lại rất là thích vàng nhưng mà các bạn có biết là Warren Buffett cũng nói câu tương tự liên quan tới vàng cũng đâu khác gì đâu các bạn thì là Warren Buffett cũng nói tương tự như vậy vàng bây giờ mua thì sau này một ao vàng cũng là một ao vàng vàng cũng không có giá trị vàng cũng không có đẻ được cái gì hết các bạn thấy được là Warren Buffett là một người mà có cái tư tưởng đầu tư khác cho nên cái mà chúng ta nên hiểu đây là những người nào mà yêu thích vàng dùng Warren Buffett làm lý do tại sao không đầu tư về bitcoin thì các bạn cũng nên suy nghĩ lại tại vì chính Warren Buffett cũng là người mà không thích vàng và cũng nói y chang như vậy chứ không Bitcoin thì Warren Buffett cũng đã nói điều tương tự liên quan tới vàng rồi thì tại sao mà Thuận lại nói tới Warren Buffett tại vì gần đây đã cách đây vài ngày thì có một cái bài phỏng vấn giữa Bill Maher Bill Maher là cái người bên tay trái các bạn đây là một người dẫn chương trình cũng rất nổi tiếng à, và người bên phải này là Mark Cuban thì Mark Cuban được mời tới để mà tham gia vào cái podcast của Bill Maher và nói tới rất nhiều thứ các bạn liên quan đến công nghệ Silicon Valley vân vân và một vấn đề tài được nói đến đó chính là Bitcoin và crypto và Bill Maher là một trong những người mà không thích crypto các bạn và không thích Bitcoin đã rất nhiều lần nói là Bitcoin không có giá trị vân vân và một trong những lý do mà Bill Maher luôn dựa vào đó chính là Warren Buffett không thích cho nên Bill Maher cũng không thích Uh, Bill Moore rất là thích vàng Nhưng mà các bạn thấy được là Warren Buffett cũng đâu có thích vàng đâu Đó là cái điều mà thường cảm thấy là nó chơi chiều ở đây Nhưng mà điều thú vị hơn đó Là trong cái cuộc phỏng vấn này Khi mà nói về Bitcoin đó Thì Bill Moore là một trong những người mà bao nhiêu năm qua Không thích BTC Nhưng mà khi mà hỏi là giải thích tại sao mà không thích BTC Thì Bill Moore cũng không có giải thích được các bạn Giống như là các bạn cứ thử đi Một ngày nào đó các bạn gặp một ai không thích Bitcoin Thì các bạn cứ Thứ nhất hỏi họ là họ thích đầu tư cái gì Rồi sau đó các bạn hỏi là tại sao họ không thích Bitcoin Thì các bạn sẽ thấy được là thật ra những cái lý do mà họ nói họ không thích Bitcoin Những lý do đó là những lý do mà họ đầu tư vào những mảng đầu tư khác Giống như là Bill Moore nói là Bitcoin các bạn mua rồi Thì các bạn chỉ đơn giản là bán lại cho người khác Với cái mức giá cao hơn Các bạn nghĩ là có ai đó sẽ ngu hơn bạn Cho nên họ mới mua Nhưng mà ngược lại thì Mark Cuban cũng nói là vàng cũng như vậy mà thôi Phần lớn vàng là dùng để làm trang sức Chứ đâu có phải dùng để trong công nghệ đâu Không phải dùng để trong sản xuất Tại vì trong sản xuất đó sẽ có nhiều loại kim loại khác có thể thay thế được vàng và vàng là một phần rất nhỏ trong sản xuất mà thôi nó không có thể nào định giá vàng sử dụng cái số lượng vàng dùng trong sản xuất được cho nên vàng phần lớn người ta mua không phải là mua dự trữ đó để các bạn sai đi dùng để sản xuất mà phần lớn vàng người ta mua để có thể bán lại với giá cao hơn nó cũng tương tự như vậy mà thôi vàng không được sử dụng như là cái phương tiện thanh toán hiện bây giờ bitcoin cũng như vậy mà thôi nhưng mà ngược lại Bitcoin thì có nhiều đặc điểm mà vàng không có Và vàng cũng có đặc điểm mà Bitcoin không có Thường biết là rất nhiều người đầu tư vào vàng họ không thích BTC Có rất nhiều người họ đầu tư vào Bitcoin họ không có thích vàng Nhưng mà thật ra những nhà đầu tư vào vàng và Bitcoin đó có nhiều điểm giống nhau hơn là khác nhau các bạn và cũng không có lý do gì mà một người không thể đầu tư vào cả vàng và BTC Điều đó hoàn toàn được mà thôi Cho nên các bạn đã biết là cách đây dài năm đó, Thì Thuận là có cái tư tưởng là chúng ta nên nhìn vào đầu tư vào Bitcoin với vàng nữa nó khác nhau các bạn lựa chọn một trong hai nhưng mà trong thời gian khoảng chừng là hai năm đổ lại các bạn đã thấy là thuần cũng không có còn cái suy nghĩ đó nữa bác thân thường thì không có đầu tư vào vàng vì lý do thường sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa nhưng mà đó là lý do cá nhân mà thôi nếu như mà các bạn có lòng tin vào vàng các bạn đầu tư vào vàng cũng là bình thường các bạn có lòng tin về bitcoin các bạn cũng muốn đầu tư về bitcoin hai cái đó nó không có cần phải chọn một trong hai đó là cái mà thường muốn chia sẻ ở đây nhưng mà Bill Moore là một trong người dẫn chương trình Thì đương nhiên là ông ta cũng cần người xem các bạn Và Bill Moore các bạn đã biết là trước đây đó thì cũng đã từng rất nhiều lần Mỗi lần mà có một cái gì đó mới giống như là chúng ta thấy được là điện thoại smartphone Hay điện thoại mà có camera giống như là cái video này từ năm 2003 Thì Bill Moore là người đầu tiên lên để mà chỉ trích rồi giống như là chọc quê các bạn Tại vì đây là những thứ mà người ta thích xem lúc đó Thì Bill Moore không thích BTC nó đơn giản hơn có thể là kiếm được nhiều người xem hơn là Bill Moore phải giải thích tại sao mà ông ta thích BTC. Ông ta cũng là một người dẫn chương trình mà thôi các bạn. Nói tóm lại sau khi mà nói chuyện với lại Bill Moore đó thì uh, tôi cảm thấy là Bill Moore thực sự cũng không phải là ghét Bitcoin như là ông ta thường hay chia sẻ trên cái chương trình của ông ta đâu. Chỉ đơn giản là ông ta thực sự là cũng không có hiểu và cũng không muốn hiểu các bạn. Có thể chỉ đơn giản là tại vì đối với lại cái số lượng người xem chương trình của Bill Moore thì nếu như mà nó xấu về bitcoin thì có thể là kiếm được nhiều người xem hơn là thích và nó đơn giản hơn có thể chỉ đơn giản gì mà thôi cho nên chúng ta cũng không có nên uh, tin những người dẫn chương trình nhiều quá Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got